thưa quý vị vừa qua kính mừng đại lễ phật đản lãnh đạo các cơ quan ban ngành thành phố hà nội đã đến thăm chúc mừng hòa thượng thích bảo nghiêm từ ngày mùng 8 tháng 4 đến ngày rằm tháng 4 năm Tân Sửu tại chùa Bằng Linh Tiên Tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đại diện các ban ngành lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có chuyến thăm chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trụ trì chùa Bằng Linh Tiên Tự nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565. Tại đây, lãnh đạo các phái đoàn đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban trị sự nói riêng và của Trung ương Giáo hội trong thời gian qua, nhất là những hoạt động thiết thực chung tay cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, các phái đoàn đã gửi những lời chúc mừng Phật đàn tốt đẹp, an lành đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư tăng bản tự. Vui mừng đón tiếp các phái đoàn, Hòa thượng đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội nói chung và bản tự chu bằng nói riêng. Nhân đây, Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến quý phái đoàn luôn được an lạc, hanh thông trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, vạn sự cát tường, mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để thế giới nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng được bình an.